Kính thưa quý vị, khi nói về quân sự thế giới, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Điều này đúng cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ngày nay, nếu nói về trang thiết bị hiện đại, chi tiêu quốc phòng cao, quân số đông đảo hay sức mạnh lớn nhất, chúng ta không thể tự tin khẳng định Việt Nam là số một. Tuy nhiên, khi xét đến khả năng thực chiến, tính cơ động và tác chiến linh hoạt, có lẽ ít quân đội nào trên thế giới có thể vượt qua Việt Nam. Sự bí mật, lặng lẽ và không phô trương – đã luôn là truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Một điều đặc biệt nữa là khi Việt Nam tuyên bố sở hữu một loại vũ khí hay khí tài công nghệ quân sự nào đó thì trên thực tế chúng ta đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì đã công bố. Đây được coi là hình ảnh của chiến tranh hiện đại, là bước đầu trong việc tự động hóa chiến tranh, nâng công việc hủy diệt lẫn nhau của con người lên một tầm cao mới. Những thiết bị này nhỏ gọn, cơ động, mạnh mẽ và điều quan trọng nhất là chúng vô cùng rẻ chúng không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơn đau đầu của nhiều cường quốc thứ mà chúng ta đang nhắc đến chính là uav loại vũ khí được coi là tương lai của chiến tranh uav đã trở thành mục tiêu phát triển của hàng loạt quốc gia ở những khu vực căng thẳng nhất thế giới và việt nam cũng không phải ngoại lệ thậm chí uav của việt nam có thể xem như một phần duyên nợ trong lịch sử máy bay không người lái của việt nam hiện nay thuộc hàng hiện đại nhất trên thế giới với những tính năng ưu việt đến mức Mỹ cũng phải đặt mua. Nghe có vẻ khó tin với nhiều người nhưng đó là sự thật. Vậy Việt Nam đã tiến xa đến đâu trên con đường phát triển loại vũ khí này? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Hiện nay các máy bay không người lái UAV đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó flycam là một thiết bị phổ biến, thường được sử dụng để ghi hình từ trên không, thậm chí có những loại UAV còn được dùng để giao hàng, vận chuyển và hỗ trợ phương tiện chữa cháy. Trong lĩnh vực quân sự máy bay không người lái đã trở thành thiết bị không thể thiếu của quân đội nhiều quốc gia hỗ trợ đắc lực cho công tác trinh sát và tấn công mang lại hiệu quả cao trong chiến tranh hiện đại uav được ví như những lưỡi hái tử thần khi có khả năng xuất hiện bất ngờ đoạt mạng đối thủ chỉ trong tích tắc sau đó nhanh chóng rút lui mà không để lại dấu vết nào trên chiến trường tại cuộc chiến ukraine sự phát triển mạnh mẽ của uav đã thể hiện rõ sự thất bại của học thuyết hiệp đồng binh chủng mà Ukraine học từ phương Tây. Học thuyết quân sự của NATO hướng dẫn quân đội Ukraine thực hiện các cuộc tấn công đồng thời bằng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, kết hợp với sự yểm trợ của pháo binh và không quân nhằm phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Pháo binh và máy bay là những yếu tố quan trọng để chế áp hỏa lực phòng ngự của đối phương, tạo điều kiện cho lực lượng tấn công tiến lại gần. Tuy nhiên, việc đạt được sự phối hợp hiệu quả ở cấp lữ đoàn không hề đơn giản các đội quân NATO đã phải trải qua nhiều năm học tập và huấn luyện về hiệp đồng tác chiến. Trong khi đó, phần lớn binh sĩ Ukraine mới được huy động vào quân đội và chỉ có thời gian ngắn để huấn luyện trước khi thực hiện các cuộc tấn công như vậy. Ngược lại, quân đội Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị các hệ thống phòng thủ như hầm hào, công sự, chứa ngại vật và các bãi mìn trải rộng. Trước thực tế này, thời gian qua, quân đội Ukraine đã buộc phải thay đổi chiến thuật chuyển sang sử dụng các đơn vị nhỏ hơn và giảm thiểu việc sử dụng phương tiện cơ giới trong tấn công. Hiện nay, thay vì cố gắng đột phá nhanh bằng xe thiết giáp, mỗi mũi tiến công của Ukraine chỉ bao gồm từ 10 đến 30 lính bộ binh tiến hành đi bộ để xâm nhập vào phòng tuyến của đối phương. Cựu quân nhân lục quân Mỹ Blikfe hiện là huấn luyện viên của lực lượng Ukraine chia sẻ với tờ Nhật báo Phố World rằng thời kỳ của những cuộc tấn công tập trung bằng xe thiết giáp chiếm đóng nhiều km đất trong khoảng thời gian ngắn như đã từng thực hiện trong cuộc chiến tranh Iraq năm 2003 đã qua. Hiện tại, các UAV, máy bay không người lái đã trở nên quá hiệu quả. Cả hai bên tham chiến đều triển khai số lượng lớn UAV trên toàn tuyến tiền phương. Vì vậy, bất kỳ nỗ lực tấn công quy mô lớn nào cũng dễ dàng bị phát hiện từ sớm, ngay cả trước khi lực lượng tiến công kịp triển khai vào vị trí để khai hỏa. Trước thời điểm đó, bên phòng ngự có thể dựa vào thông tin chính xác từ UAV để tiến hành đón đánh phủ đầu bằng pháo tầm xa và UAV cảm tử vào đội hình đối phương. Sau chiến tranh Việt Nam, giới tinh hoa quân sự phương Tây càng đẩy mạnh việc phát triển UAV, đặc biệt là những loại có khả năng mang vũ khí. Bước sang thế kỷ 21, một số loại máy bay không người lái tấn công UAV đã lần lượt xuất hiện. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, UAV dần thay thế các loại máy bay có người lái trở nên đa dạng và tối tân hơn, được trang bị nhiều vũ khí mạnh và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn hơn trên chiến trường. Chúng được mệnh danh là những chiến binh không biết sợ và các tướng lĩnh phương Tây kỳ vọng rằng nhờ có UAV, họ có thể giành chiến thắng với tổn thất nhân lực thấp nhất trong các cuộc chiến. Trong quá khứ, Việt Nam chưa từng tự chủ được loại vũ khí công nghệ tối tân này, nhưng hiện nay mọi chuyện đã khác. UAV thuần Việt ngày nay sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như chi phí thấp, tải trọng cao, khả năng tác chiến độc lập và phạm vi hoạt động xa. Chúng ta đã có cơ duyên tiếp xúc với UAV từ rất sớm và hiện nay Việt Nam đã có khả năng phát triển những thiết bị này một cách độc lập. Trong những năm 1960, chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột đầu tiên mà công nghệ UAV, máy bay không người lái, được áp dụng vào nhiệm vụ trinh sát và do thám đối phương. Zibri là thế hệ UAV đầu tiên trên thế giới được Hoa Kỳ nghiên cứu và chế tạo vào năm 1955, sau đó được triển khai tại Việt Nam vào năm 1964, do là thế hệ UAV đầu tiên, công nghệ này còn rất sơ khai. Chiếc UAV lúc đó chỉ có thể bay theo chương trình đã được lập trình sẵn và không thể điều khiển từ xa. Ngoài ra nó chỉ có khả năng chụp ảnh mà không thể truyền tín hiệu trực tiếp về cho người điều khiển. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, UAV sẽ rơi xuống một vị trí được định sẵn và sau đó sẽ có người đến thu hồi cùng với tài liệu mà nó mang theo. Trong cuộc chiến tranh này, đã có 3.435 chuyến bay do thám bằng UAV được thực hiện và Lầu Năm Góc xác nhận rằng họ đã mất tới 350 chiếc UAV, bao gồm cả những chiếc bị bắn hạ và những chiếc gặp sự cố kỹ thuật. Việc nhìn lại lịch sử cho thấy Việt Nam đã sớm đối đầu với loại vũ khí UAV này. Cách mà Việt Nam làm chủ công nghệ UAV cũng tương tự như quá trình phát triển của tên lửa, xe tăng và máy bay. UAV cũng được chia thành nhiều thế hệ khác nhau. Tính đến nay, đã có bốn thế hệ UAV ra đời và có thể tóm tắt như sau: Thế hệ đầu tiên của UAV xuất hiện trong Thế Chiến II và giai đoạn Chiến tranh Lạnh, được điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Thế hệ thứ hai bắt đầu từ năm 1986 là các loại UAV tự động dựa trên hệ thống định vị toàn cầu GPS. Đến thế hệ thứ ba, từ năm 2010 trở lại đây, UAV đã có khả năng hoạt động mà không cần GPS và vẫn hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử mạnh đồng thời các thiết bị và linh kiện của UAV ngày càng được thu nhỏ, đa nhiệm hơn. Thế hệ thứ tư xuất hiện từ năm 2015 là UAV Bày Đàn được trang bị các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, thế giới vẫn chủ yếu sử dụng UAV thế hệ thứ hai và thứ ba, trong khi thế hệ thứ tư vẫn chỉ tồn tại trên lý thuyết và trong trí tưởng tượng của các kỹ sư. Ví dụ như mẫu X-47B của Mỹ, mặc dù được quảng bá rộng rãi nhưng cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở mức mô hình. Ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam hiện có sự hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia, trong đó đứng thứ hai chỉ sau so mối quan hệ hợp tác với Nga. Con đường phát triển của Việt Nam ngày nay cũng học hỏi rất nhiều từ Israel với hai hướng chính. Thứ nhất là đi tắt đón đầu các công nghệ như tên lửa, UAV, tác chiến điện tử vân vân. Thứ hai là chiến lược đứng trên vai người khổng lồ, tức là mua lại công nghệ hiện đại từ nước ngoài và tự chế tạo trong nước. Hiện nay Việt Nam đang phát triển và làm chủ công nghệ UAV thông qua cả hai phương pháp mua sắm và tự chế tạo. Việt Nam đã hợp tác với rất nhiều quốc gia theo hướng này, chủ yếu là các quốc gia phương Tây như Thụy Điển, Pháp, Hoa Kỳ, Israel. Ngoài ra còn có sự hợp tác với Belarus và Ấn Độ, vân vân. Về phần tự chế tạo trong nước, hai cái tên quen thuộc vẫn là Viettel và Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân. Tuy nhiên tại triển lãm công nghệ quốc phòng năm 2022 đã có sự xuất hiện của các tập đoàn tư nhân cho thấy một bước tiến mới trong lĩnh vực này. Kể từ cuối năm 1996, Việt Nam và Israel đã bắt đầu các cuộc đàm phán đầu tiên về lĩnh vực quốc phòng. Một trong những nội dung của các cuộc đàm phán này là việc Việt Nam đặt mua UAV DF 1666 Isen. Đây là loại UAV được sử dụng làm bia tập đạn cho lực lượng phòng không. Tuy nhiên, không rõ thỏa thuận này có bao gồm việc chuyển giao công nghệ và dây chuyền sản xuất hay không. Dựa trên DF1666, Việt Nam đã phát triển các mẫu UAV M96 và M100CT vào những năm 1990. Thời điểm đó, Việt Nam mới thoát khỏi cấm vận, vì vậy việc đàm phán mua vũ khí từ các quốc gia phương Tây gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, Việt Nam cũng không có đủ ngân sách để mua và các quốc gia phương Tây cũng không sẵn lòng bán vũ khí cho Việt Nam. Hợp đồng mua UAV này là một bí mật và chỉ được công bố từ năm 2017. Trước đó thông tin này không được tiết lộ, có khả năng trong suốt 10 năm đó, nhiều hợp đồng quốc phòng khác cũng đã được ký kết. Tuy nhiên, vì các hoạt động quốc phòng của Việt Nam luôn được giữ kín, nên số lượng và loại vũ khí mà Việt Nam sở hữu hiện nay vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải. Các tin tức về việc Việt Nam mua vũ khí thường chỉ được biết đến thông qua báo chí nước ngoài, chủ yếu từ Nga, Trung Quốc và Mỹ, trong khi phía Việt Nam thường giữ im lặng. Khi có thông tin chính thức được phát sóng trên truyền hình trong nước thì người dân mới có thể biết được. Các thông tin mà công chúng có được về lĩnh vực quốc phòng Việt Nam chủ yếu xuất phát từ các triển lãm quân sự quốc phòng hàng năm hoặc từ những bản tin ngắn trong các bài báo và bản tin quốc phòng. Vì vậy những thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo. Điều này là dễ hiểu bởi vì lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam luôn yêu cầu sự bảo mật cao. Như ông cha ta từng nói, người khôn ăn nói nửa chừng làm cho kẻ khác nửa mừng nửa lo. Năm 2023 có thể được coi là một năm có nhiều đồn đoán và sự quan tâm đặc biệt đến công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Từ triển lãm quân sự năm nay cho đến các video về những cuộc tập trận cùng với những tuyên bố từ các đơn vị phát triển, có thể thấy rằng Việt Nam đang hợp tác với rất nhiều quốc gia ở nhiều cấp độ khác nhau, từ việc mua sắm đến hợp tác nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ có thông tin về hợp tác và mua sắm được công bố chính thức, còn việc chuyển giao công nghệ hay sản phẩm nào do Việt Nam phát triển vẫn chưa có thông tin bị do gì ra ngoài. Chúng ta hãy bắt đầu với những thỏa thuận hợp tác từ năm 2013. Vào năm này, Việt Nam đã ký kết hợp đồng với ba đối tác lớn là Belarus, Thụy Điển và Israel. Trong đó, Việt Nam đã mua UAV Orbiter 2 và Orbiter 3 từ Israel. Đây là các mẫu máy bay không người lái UAV chính xác dành cho pháo binh. Đối với Thụy Điển, Việt Nam đã mua và chuyển giao dây chuyền sản xuất UAV tầm trung Magic 21 theo thỏa thuận, Thụy Điển sẽ chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ cho Việt Nam. Giai đoạn đầu sẽ là chế tạo hai chiếc, sau đó tùy thuộc vào nhu cầu của Việt Nam mà quyết định sản xuất thêm bao nhiêu. Với Belarus, ngoài việc mua UAV GKA, hai nước còn hợp tác chế tạo UAV HS6L, một loại UAV lưỡng dụng có kích thước lớn với tầm bay lên đến 4.000 km và thời gian hoạt động kéo dài 35 tiếng. Với tầm bay xa và thời gian hoạt động lâu như vậy, UAV này có thể được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát ở những khu vực chiến lược mà chúng ta đều có thể dễ dàng hình dung. Nhìn chung trong lĩnh vực UAV, Việt Nam chủ yếu hợp tác với các quốc gia phương Tây. Tuy nhiên, trong những năm trước đây, việc này vẫn còn hạn chế do Việt Nam còn phải chịu lệnh cấm vận vũ khí sát thương từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, từ năm 2016 trở đi, tình hình đã khởi sắc hơn khi Việt Nam mở rộng và thắt chặt hợp tác phát triển UAV, đặc biệt là với Hoa Kỳ và Israel xét về lĩnh vực UAV, hai quốc gia này là những ông lớn trong việc sản xuất với các sản phẩm luôn đảm bảo tiêu chí bền bỉ, mạnh mẽ nhưng vẫn rất gọn nhẹ. Năm 2019, Israel thông báo rằng Việt Nam đã mua dòng UAV hạng nặng Heron 1. Đây là dòng UAV trinh sát chủ lực của quân đội Israel được bán theo gói bao gồm một hệ thống điều khiển và ba UAV với giá trị 50 triệu đô la Mỹ. Theo công bố của phía Israel, hợp tác với Việt Nam có tổng giá trị lên tới 140 triệu đô la, tức là Việt Nam đã mua ít nhất hai hệ thống trở lên. Tuy nhiên, việc có bao gồm chuyển giao công nghệ hay không vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Đối với Hoa Kỳ, theo các thông tin đã được công bố, Việt Nam đã mua 6 chiếc UAV Scan Eagle 1 với tổng trị giá 9,7 triệu đô la. Hợp đồng này còn bao gồm việc cung cấp thiết bị, phụ tùng, sửa chữa, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật. Giao dịch này đã được hoàn tất vào tháng 3 năm 2022 uav này được chế tạo cho các nhiệm vụ trinh sát giám sát chiến trường định vị pháo binh hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và đánh giá thiệt hại sau các cuộc tấn công uav có khả năng hoạt động liên tục bất kể ngày hay đêm và được coi là một trong những uav trinh sát hiệu quả nhất hiện nay với việc việt nam và hoa kỳ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cùng với việc việt nam là đối tác quốc phòng truyền thống và lớn thứ ba của israel tiềm năng hợp tác giữa các bên còn rất rộng mở những gì đã được công bố về việc mua sắm và hợp tác chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Còn rất nhiều điều bí mật phía sau mà chúng ta chưa thể chắc chắn. Điều này là do thông tin chủ yếu đến từ báo chí nước ngoài, trong khi Việt Nam thường giữ im lặng và chỉ tiết lộ vũ khí mới trong các triển lãm hoặc tập trận. Về việc nội địa hóa sản xuất UAV, theo các thông tin đã được công bố, Việt Nam đã bắt đầu con đường sản xuất UAV Made in Vietnam từ năm 2014, đến nay đã được 10 năm công việc này không chỉ do các đơn vị của bộ quốc phòng thực hiện mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân. Điều này tương tự như sự phát triển nhanh chóng và xa hơn của lực lượng gada. Một ví dụ điển hình là UAV lưỡng dụng Hera do công ty tư nhân Realtime Robotics gồm các chuyên gia và kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Sự đặc biệt của UAV Hera nằm ở tính lưỡng dụng của nó. Ban đầu Hera không được thiết kế cho các nhiệm vụ quân sự mà được sử dụng cho nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên tiến sĩ Lương Việt Quốc, trưởng dự án và lãnh đạo của G Robotics đã cho ra mắt một phiên bản quân sự với kích thước nhỏ gọn nhưng khả năng mang tải lớn. UAV này có thể được gấp gọn và đeo trong ba lô cùng không gian để gắn từ 3 đến 4 thiết bị ngoại vi như camera, phao cứu sinh, phục vụ cho các nhiệm vụ cụ thể. Toàn bộ UAV có thể được gấp lại để dễ dàng triển khai và thu hồi trong điều kiện giã chiến. Hera có thể bay không tải trong 56 phút, bay với tải trọng 1 kg trong 53 phút và khi mang tải tối đa, thời gian bay là 13 phút trong phạm vi 11 km. Nó có thể mang theo 9 quả đạn cối, được gắn trên mô đun điều khiển từ xa để thả đúng vị trí mục tiêu. Đây là một thiết bị nhỏ gọn, có thể dễ dàng xếp vào trang bị cá nhân của người lính, cất gọn trong ba lô và chỉ mất 3 phút để triển khai. Nếu theo dõi chiến sự giữa Nga và Ukraine, có thể thấy rằng các loại UAV mà cả hai bên sử dụng đều tương đương với loại UAV của Việt Nam. Điều quan trọng hơn cả là giá thành của Hera vô cùng hợp lý. Theo thông báo, một công ty Mỹ đã đặt mua 10 chiếc UAV này với giá 58.000 đô la Mỹ mỗi chiếc và đó là giá xuất khẩu. Ngoài ra còn có những biên bản hợp đồng với cục phòng cháy chữa cháy và quân đội và chắc chắn giá nội địa sẽ rẻ hơn theo thông tin công bố vào năm 2023. Sắp tới sẽ có khoảng 1.000 chiếc Hera được sản xuất. Tuy nhiên chúng tôi không công bố rõ ràng đây là phiên bản gì và dành cho đối tượng khách hàng nào. Dù vậy với số lượng lớn như vậy, có thể thấy rằng khách hàng không phải là những đơn vị bình thường, đặc biệt là khách hàng tư nhân. Còn đối với các đơn vị như quân đội, Viettel vẫn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này. Tại triển lãm quốc phòng năm 2022, Viettel đã công bố hai mẫu UAV được trang bị cho quân đội từ năm 2018, đó là Sigra và VOA SC3. Dù đã được trang bị từ năm 2018, nhưng mãi đến năm 2022 mới được công bố chính thức. Trước đó, mọi thông tin chỉ là những hình ảnh mập mờ. Còn về việc có bao nhiêu chiếc UAV được trang bị cho quân đội Việt Nam, hiện không rõ số liệu cụ thể. Một số người thắc mắc tại sao Việt Nam lại sản xuất nhiều UAV trinh sát mà không có UAV cảm tử hay UAV tấn công. Chúng ta cần hiểu rằng, để nghiên cứu và phát triển một thiết bị công nghệ cao mất rất nhiều thời gian. Ngay cả Mỹ cũng mất 8 năm để thiết kế, thử nghiệm và cho ra đời mẫu UAV cảm tử MQ9. Tương tự, Việt Nam cũng đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển UAV cảm tử. Đến năm 2023, Viettel đã chính thức công bố mẫu UAV cảm tử của mình. Họ đang thử nghiệm một loại UAV cảm tử mang tên UAV 2X, hiện tại có rất ít hình ảnh về loại UAV này. Theo thông tin từ Viettel, UAV 2X sẽ được trang bị cho quân đội từ cuối năm 2023. Từ những hình ảnh và thông tin được Viettel công bố, có thể thấy họ đang đẩy mạnh quyết tâm phát triển ngành công nghiệp UAV đầy tiềm năng này. Cụ thể, Viettel đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu và chế tạo thành công mẫu UAV cảm tử và sẵn sàng đưa vào sản xuất. Vào cuối năm 2023, một số hình ảnh về loại UAV này đã được tiết lộ. Khi xem xét những bức ảnh này, có nhiều điều bất ngờ. Thiết kế của UAV đúng là dành cho nhiệm vụ cảm tử, nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là nó có thiết kế rất giống với mẫu UAV cảm tử Coyote của Hoa Kỳ. Coyote là một máy bay không người lái cảm tử cỡ nhỏ được thiết kế để phóng từ ống phóng. UAV này có cánh thân và cánh đuôi dạng gấp, cánh quạt đẩy dạng chân vịt bằng cao su mềm. Nó có thể hoạt động trên không trong khoảng 30 phút và có tầm bay lên tới 80 km. Coyote được trang bị cho quân đội Hoa Kỳ vào năm 2018. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu phiên bản UAV của Việt Nam có phải là bản sao chép từ Coyote hay là có sự hợp tác giữa hai bên. Điều này vẫn cần chờ thêm thông tin. Nếu thực sự là bản sao chép, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ không để yên. Do đó không thể loại trừ khả năng đã có một thỏa thuận nào đó. Về phần UAV chiến đấu của Việt Nam, cho tới nay mọi thông tin đều chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh mơ ảo trong các bản tin quốc phòng theo phong cách quen thuộc của Việt Nam. Chúng ta vẫn đang chờ công bố thời gian, có lẽ tại triển lãm quốc phòng năm 2024. Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định rằng các UAV này đã được trang bị cho quân đội. Tại sao lại nói như vậy? Dù chưa có thông tin chính thức về tên gọi của nó, nhưng nhìn vào logo của Bộ Quốc phòng Việt Nam, chúng ta có thể chắc chắn rằng điều đó là sự thật. Đây không phải là loại UAV cỡ nhỏ mà chúng ta thường thấy, mà là một loại UAV cỡ lớn đang bay trên bầu trời. Thực tế mẫu này đã từng xuất hiện nhiều lần từ năm 2019 đến nay, tuy nhiên nó chỉ nằm ở một góc khiến ta chưa rõ đó là mô hình hay hàng thật. Nhưng đến năm 2023, điều này đã rõ ràng, đây là một mẫu UAV chiến đấu cỡ lớn. Về việc nó được trang bị như thế nào thì chưa có thông tin cụ thể, chúng ta chỉ có thể thấy qua các hình ảnh mà thôi. Như vậy có thể thấy rằng Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến dài trong việc trang bị và nội địa hóa các loại UAV của mình, từ loại UAV trinh sát, UAV cảm tử cho đến UAV chiến đấu. Nếu tính đơn giản, quá trình nội địa hóa này mới chỉ bắt đầu từ năm 2014, nghĩa là đến thời điểm hiện tại đã tròn 10 năm. Trong suốt thời gian đó Cả quân đội và khối tư nhân đều đã có những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực này. Nếu nhìn tổng thể, Viettel xứng đáng là đơn vị tiên phong trong hành trình make in Việt Nam. Các loại vũ khí từ radar cho đến tên lửa và UAV đều có sự đóng góp tích cực của họ. Hành trình make in Việt Nam với radar mới chỉ trải qua 13 năm, trong khi UAV cũng tròn 10 năm nhưng đã đạt được những tiến bộ vượt bậc, tiến tới mục tiêu nội địa hóa 100%. Điều này cho thấy việc làm chủ công nghệ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Qua đó có thể thấy rằng Việt Nam không thiếu những đơn vị có đủ năng lực. Vấn đề quan trọng là phải chọn mặt gửi vàng. Chỉ mong rằng sẽ không có thêm một trường hợp như vụ việc với Vasim liên quan đến quân đội giống như sự cố bể thử mô hình tàu thủy. Kính thưa quý vị, những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo dựa trên các nguồn đã công bố. Còn về quốc phòng Việt Nam, sự phát triển vũ khí và UAV của chúng ta luôn là bí mật. Xin mời quý vị để lại bình luận phía dưới và đừng quên đăng ký kênh, ghé thăm kênh mỗi ngày xin kính chào và hẹn gặp lại